Ủa, thấy mình nó bay nè. Mọi người thấy bay nè. Wow, mày thấy rồi chưa? Nó đang nhìn mình nè. Ghê lắm. Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên lại cho phép Quân khám phá vlog xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe tới tất cả mọi người đang xem trên kênh. Mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, an tâm, thân lạc và thành công hơn trong cuộc sống. Tiếp tục những câu chuyện khám phá những căn nhà hoang, những điều bí ẩn và những cuộc sống thường ngày. Hiện tại bây giờ Quân đang đi trên đường. Hôm nay trời đang giữa trưa rất là nắng luôn. Đấy, mọi người xem này. Nắng chói chang luôn nhưng mà vẫn rất là ngột ngạt và có những cái đám mây ở đây. Thì ở đây có những cái căn nhà hoang rất là bí ẩn. Ở đây còn mình thấy có xuất hiện một cái căn nhà hoang ở đường này. Và bên kia cũng có căn nhà hoang nữa. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người sẽ cùng với Quân đi vào khám phá hai căn nhà hoang này mọi người nhé. Nhìn từ trên xuống thì có lẽ là nó cũng bị tàn phá gần hết rồi mọi người này. Đó, nhìn này, nó sụp đổ hết rồi. Tại sao lại có hai căn nhà hoang bỏ hoang ở đây mà lại không ở, lại cũng ở rìa ngoài mặt đường mọi người nhé. Nó khá là rộng. Mình đang đi vào bên trong căn nhà hoang này. Ôi, căn nhà hoang này nó xuống cấp trầm trọng nhiều mọi người. Như vậy là nó đã tan hoang hết rồi. Nhìn vào cái vị trí này này, nó như muốn sập xuống ấy mọi người. Đó, sập tan tành hết rồi. Chúng ta vào trong này không cẩn thận là dễ bị tai nạn ngay lập tức. Như vậy là những cái căn nhà hoang mà không có người ở, nó sẽ rất là mục nát. Uầy, mọi người nhìn xem này. Nó tan hết rồi. Mình cứ thật khẽ khàng cẩn thận không là sẽ dễ bị cái tường này nó cũng sắp đổ hết mọi người này. Đó, cái vị trí đằng kia. Ở trong này thì có lẽ là không còn cái gì để mà lấy lại được nữa. Chắc không còn gì đâu. Ngôi nhà này mình nghĩ là ôi cái này nó sắp sập rồi này. Bộ hoang khá lâu đó, mọi người. Ok, mình sẽ đi thật cẩn thận. Ui rồi mọi người xem này. Nó chỉ cần rơi vào đầu cái là dính trường ngay lập tức. Không có gì hết. Như vậy là cái vị trí này này, nó khá là nguy hiểm. Cho nên là mình sẽ không vào bên trong nữa. Mình chỉ quay cho mọi người xem thôi. Ở đây có những các cái ly hương ở khu vực này. Đó, ly hương ở đây. Ở trong này thì cũng không có gì hết mọi người. Ngoài một cái nhà và đã bị xuống cấp trầm trọng, gọi như là hỏng hết rồi. Mà cái phần tường chỗ này thì vẫn là còn chắc. Ở chỗ này thì vị trí để đặt bàn thờ. Mình chứ được rồi. Mình sẽ đi vòng qua đường này mọi người nhé, để xem cái trước vườn của cái ngôi nhà này nó như thế nào. Cái căn bên này thì nó hỏng hết rồi. Ở đây có một cái đồng hồ, không biết có dùng được không mọi người. Đi cẩn thận nhé mọi người. Đoạn này ấy ấy dễ sập lắm. Ôi trời, nó giống như là mình tác động một cái vật nhỏ gì đấy là nó sẽ sập ngay lập tức. Cái đồng hồ này cũng hư rồi mọi người. Nói chung là các cái đồ trong này là coi như tan hết rồi, nó không còn cái gì hết nữa rồi. Mà tại sao lại bỏ trống một cái mảnh đất xây như này lại không ở? Có thể là chủ nhà đã di rời đến một vị trí nào khác, hoặc là đi làm ăn nơi xa, sau này rồi về mới trùng tu lại. Mình sẽ đi vào cái đường trước của ngôi nhà xem thế nào. Ôi mọi người nhìn cái cây sung của nó này. Đường trước này nó khá rộng. Đó, mình phải chui qua được vị trí này. Ê, nó rậm rạp lắm mọi người.
Wow. Đây là đằng trước của ngôi nhà này. Cái này là cái dùng để cho bé chơi trong này mọi người này. Đó. Đấy, gọi là cây cũi. Đó, nó tan hoang hết rồi. Không còn gì nữa rồi. Nó rất là ghê luôn. Đó. Không còn gì nữa mọi người nhá. Nó rất là rậm rạp. Ở đây thì ui dồi, rậm rạp quá. Ở đây này, có một cái bàn thờ ở vị trí này. Đó, một cái bàn thờ mọi người nhé. Này nó hơi rộng cho nên là mình đi phải thật cẩn thận. Rắn rết ở đây rất là nhiều. Đấy, thờ ở ngoài trời ấy. Thực ra các người này á, không phải là bàn thờ người nào cũng có thể thờ được mọi người nhé. Có người có căn có quả thì người ta mới thờ cái bàn thờ ngoài trời này. Đó. Ở đây thì có một cái ao. Đó. Nó cũng một cái người tạo một cái phong thủy ngôi nhà đây. Bên kia là cái dàn bếp. Nhưng mà cũng tan hết rồi mọi người. Nói chung ngôi nhà này thì cũng không còn gì để mà sưu tầm nữa mọi người ạ. Không có gì hết ngoài cái ngôi nhà không. Bây giờ mình sẽ sang cái ngôi nhà ở bên kia mọi người nhé. Hai ngôi nhà bỏ hoang trống không luôn. Bây giờ mình sẽ vào cái căn nhà tiếp theo này mọi người nhé, để xem bên trong có gì không. Cảm giác cũng hơi ghê mọi người. Nó cũng khá là rậm rạp. Rồi đó. Đây là bên ngoài của căn nhà hoang thứ hai mọi người nhé. Cảm giác ghê thật. Đây là ở bên trong căn nhà hoang mọi người. Mình đang đi bên ngoài. Có ai trong căn nhà hoang này không? Ghê thế nhỉ. Nhìn nó rậm rạp, sợ sợ. Ui ơi. Có ảnh cưới luôn mọi người nhá. Ảnh cưới đang để đây này. Tại sao không, họ không mang cái ảnh cưới về? Ui giời, đồ đạc còn các thứ này. Không biết bên trong nó có sợ sập không? Ui giời mọi người xem. Cái gì đây? Toàn bộ các thứ để dồn đây hết này. Hiểu không? A Di Đà Phật. Đây là cái ảnh cưới mọi người nhé. Chén này. Chén bát đó mọi người. Trong nhà này rất là hôi, ẩm thấp. Cảm giác một mình vào trong này nó phê thật. Cái căn nhà này ghê rợn hơn so với căn nhà kia mọi người. Còn một cái áo kìa. Đây là những các cái chai, đèn, gối, chăn, màn. Mùi nó nằm ở đây sợ thế nhỉ. Và nó còn các cái ảnh cưới trong căn nhà hoang. Đây là những cái nơi để thờ. Áo. Rồi tối thế nhở. Xin chào.
Rơi. Rơi mọi người. Ôi cái ảnh em biết rồi. Nhìn ghê chứ. Hay cho mình mọi người nhìn thấy rơi nhá. Rơi. Rơi rất nhiều luôn. Cái gì tối tối trong này không? Có sấm này. Rơi nó là ở trong này mọi người này. Nó thấy mình nó bay nè. Mọi người thấy ý bay nè. Wow, mày thấy rơi chưa? Nó đang nhìn mình á. Ghê lắm. Về khoảng cái đệm này. Bố. Mọi người thấy không? Mình vào trong nhá. Mình vào trong mình cùng các bạn. Ê. Ui. Hệ nó có tấn công mình không có? Ui. Ui, nó có tấn công không? Đây này, chăn ra gối điện đang thế đây. Sợ nó tấn công mình à? Con này to nhất à? Ui giời. Nó tấn công mình không? Ui giời đứa, tấn công. Trời, nó bay ra ngoài luôn đấy. Có vào đâu không? Nghe tai như tay tay rồi, hắn đang nhìn mình, đang nhìn mình. Ui, nhìn cái mặt này. Ghê không? Ui, nó mình nhưng mà mọi người xin phép thôi nhá, không làm gì đâu. Chụp vài kiểu ảnh thôi mà. Nhìn cái tai nó này. Mọi người nha, nhìn cái tai. Nhìn cái tai nó giống. Wow, giống như một cái tai con rơi này, tai con khí luôn. Ghê không? Mọi người thấy không? Ui giời. Ui, chúng đang nhìn mình kìa. Đó, đang nhìn mình đấy. Thấy không? Ồ, nhìn mọi người thấy không? Tất cả con nào cũng đang nhìn mình hết nha. Ồ, được rồi. Chúng mày chơi đi. Làm phiền chúng mày nè. Đây là cái gì đây? Mày cái đệm. Nó bay đi đâu hết rồi mọi người? Nó bay đi đâu hết rồi? Đây, nó lại ra đây. Nó không ra khỏi nhà này. Nó lại ra đây. Wow, nó lại ra đây luôn. Thôi kệ nó đi, nó lại bay vào trong này. Mình sẽ đi sang cái căn phòng này xem thế nào. Ui, cái gì đây? Ghê. Có ai trong căn nhà hoang này không? Thầy thằng lắp căn phòng thế nhỉ? Cái gì nhỉ? Kính vỡ đâu nhỉ? Căn này tối không thấy gì. Đèn mày đang để phía ngoài.
Hình có ai bên ngoài này có. Nó là cái gì đây? Chuột nó cứ làm một mâm như thế là sống ghê quá mọi người. Đây là cái nhà vệ sinh càng thất tài. Ủa sao nó màu đỏ ghê thế nhỉ, nó mồm nó màu đỏ luôn đấy. Còn nào còn nước không? Có hết nước rồi. Ở đây có một cái túi. Cái gì đấy? Ui, đây là quả trứng gì mọi người? Trứng gì đấy mọi người? Để bên trong có cái gì đấy? Cái gì? Cái dây. Mà không biết là quả này là quả trứng hay là thuốc. Quả trứng mọi người nhé. Không biết trứng này là trứng gì. Đó. Trứng lạ luôn đấy. Cái gì nhỉ? Ai đứng ngoài kia quá. Để mình xem có ai đứng ngoài kia mà cứ. Ôi. Cái gì đây? Ta lại xếp cái này như thế này nhở? Ai xếp cái này vòng tròn thế này quá? Là có ý đồ chứ không? Thôi mình chào tất cả mọi người nhé. Có lẽ là bây giờ trời cũng sắp mưa rồi. Ngôi nhà này mình sẽ tạm thời kết thúc cái video tại đây. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ Quân. Xin chào tất cả mọi người.